Mến chào các em học sinh thân mến. Chào mừng các em đang đến với chương trình dạy học trên đài truyền hình. Ngày hôm nay, thầy rất vinh dự khi được đồng hành cùng với các em trong môn Tiếng Việt lớp 5. Thầy tên là Thạch Trung Tuấn, giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Trung Ngạn quận 8. Và ngày hôm nay, trước khi vào bài học, các em cần chuẩn bị một số dụng cụ học tập như sau. Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 5 tập 2, vở, bút, thước. Ngoài ra, để giờ học đạt hiệu quả các em cũng cần lưu ý ngồi ngay ngắn ở nơi có đầy đủ ánh sáng và không ngồi gần màn hình tivi Tập trung lắng nghe bài giảng của thầy để có thể thực hiện tốt các nhiệm vụ học tập. Trong buổi học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu phân môn điện tử và câu ở tuần 32. Trước tiên, thầy và các em sẽ cùng nhau ôm lại kiến thức cũ với một trò chơi. Trò chơi mang tên Mình Cùng Trổ Tài. Và để trò chơi đạt hiệu quả thì chúng ta sẽ cùng nhau ôm lại một số kiến thức sau nha các em. Các em hãy cho thầy biết dấu vậy có những tác dụng nào. Dấu vậy có 3 tác dụng cụ thể như sau. Một, Ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trong câu. 2. Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ. 3. Ngăn cách các vế câu trong câu ghép. Việc nắm vững 3 tác dụng Dấu phẩy trong câu như thế này thì sẽ giúp cho chúng ta sẽ hoàn thành trò chơi ngày hôm nay rất thành công. Bây giờ chúng ta sẽ đến với trò chơi. Thể lệ trò chơi như sau. Thầy có ba con vật đại diện cho ba tác dụng của dấu phẩy. Trước tiên là chú thỏ đại diện cho dấu phẩy tác dụng đầu tiên của dấu phẩy, ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trong câu. Tiếp theo là chú chuột Mickey sẽ đại diện cho tác dụng thứ hai ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ. Sau cùng là chú sóc nâu sẽ là đại diện cho ngăn cách các với câu trong câu ghép. Nhiệm vụ của các em hãy chọn con vật tương ứng với các câu văn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu văn đầu tiên nhé. Từ những năm 30 của thế kỷ 20, chiếc áo dài cổ truyền được cải tiến dần thành chiếc áo dài tân thời. Các em hãy suy nghĩ xem Dấu vẩy trong câu văn này có tác dụng gì? Và hãy lựa chọn con vật tương ứng nhé. Thời gian suy nghĩ của các em là 5 giây. 5 giây bắt đầu. Đã hết thời gian. Bây giờ chúng ta hãy hồi hộp đoán xem con vật nào sẽ xuất hiện trước câu văn này nhé. 3, 2, 1. Chúc mừng những bạn nào đã chọn chuột Mickey. Dấu vẩy trong câu văn này có tác dụng ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ tiếp theo sẽ là câu văn chiếc áo tân thời là sự kết hợp hài hòa giữa phong cách dân tộc tế nhị kín đáo với phong cách phương tây hiện đại trẻ trung các em hãy suy nghĩ xem tác dụng của những dấu phẩy trong câu văn này là gì mời các em suy nghĩ đã hết thời gian chúc mừng những bạn nào đã chọn chú thỏ Dấu phẩy trong câu văn này sẽ có tác dụng là ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trong câu. Thầy có câu văn thứ ba. Những đợt sống khủng khiếp phá thủng thân tàu, nước vun vào khoang như vòi rồng. Các em cùng suy nghĩ nhé. Thầy tin chắc các em đã có đáp án rồi đúng không? Bây giờ hãy hồi hộp đón xem con vật nào sẽ xuất hiện trước câu văn này nhé. Thầy chúc mừng những bạn nào chọn sóc nâu. Dấu phẩy trong câu văn này có tác dụng là ngăn cách các vế câu trong câu ghép. Giới thiệu với các em, đây chính là câu ghép và có hai cụm chủ vị trong câu. Và thầy có câu văn cuối cùng. Con tàu chìm dần, nước ngập các bao lên. Các em cùng suy nghĩ đoán xem, dấu phẩy trong câu văn này có tác dụng gì? Chúng ta cùng xem kết quả nhé. Chúc mừng những bạn nào đã chọn sóc nâu. Dấu phẩy trong câu văn này có tác dụng là ngăn cách các vế câu trong câu ghép. Thế là các em đã hoàn thành rất tốt trò chơi này. Để thưởng cho các em thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu mẫu chuyện sau. Dấu chấm và dấu phẩy. Đây là mẫu chuyện mà các em cũng đã tìm hiểu ở tiết học trước. Chúng ta cùng đọc thầm lại nhé. Có lần Nhà văn nổi tiếng Bất Na nhận được tập bản thảo truyện ngắn của một người đang tập viết văn kèm theo một bức thư ngắn Thư viết Thưa Ngài, tôi xin trân trọng gửi tới Ngài một số sáng tác mới của tôi Vì viết vội, tôi chưa kịp đánh các dấu chấm, dấu phẩy Rất mong Ngài đọc và điền giúp tôi những dấu chấm, dấu phẩy cần thiết Xin cảm ơn Ngài Vốn là người có khiếu hài hước Bất Na bèn viết thư trả lời anh bạn trẻ ạ, à, tôi rất sẵn lòng giúp đỡ anh với một điều kiện là anh hãy đến tất cả những dấu chấm, dấu phẩy cần thiết rồi bỏ chúng vào phong bì gửi đến cho tôi. Chào anh, Trần Mạnh Thường. Đây là mỗi chuyện gồm có hai bức thư. Bức thư thứ nhất là bức thư của chàng trai đang tập viết văn. Còn bức thư thứ hai là của nhà văn nổi tiếng Bert Naso. Tuy nhiên, ở cả hai bức thư này đều chưa hoàn chỉnh vì còn thiếu dấu chấm và dấu phẩy nhiệm vụ của các em hãy hoàn thành hai bức thư này và việc bổ sung dấu chấm dấu phẩy chúng ta sẽ cùng tìm hiểu với bức thư đầu tiên quan sát vào bức thư đầu tiên các em hãy suy nghĩ xem chúng ta sẽ đặt dấu chấm và dấu phẩy vào những vị trí nào trong bức thư này cùng đối chiếu kết quả với thầy nhé thầy sẽ lần lượt đặt các dấu chấm như sau dấu chấm thứ nhất tương ứng với câu văn đầu tiên thưa ngài tôi xin trân trọng gửi tới ngài một số sáng tác mới của tôi khi thầy đặt dấu chấm ở vị trí này chúng ta lưu ý phải viết hoa chữ vì dấu chấm thứ hai tương ứng với câu văn thứ hai cụ thể như sau vì viết vội tôi chưa kịp đánh các dấu chấm dấu phẩy đây là câu văn thứ hai khi ấy các em sẽ phải viết hoa chữ rất dấu chấm thứ ba Câu văn thứ ba Rất mong Ngài đọc cho và điền giúp tôi những dấu chấm, dấu phẩy cần thiết. Khi ấy, các em sẽ viết hoa chữ xin. Bên cạnh việc đặt dấu chấm vào trong bức thư, chúng ta cũng đặt những dấu phẩy cụ thể như sau. Ở câu văn thứ nhất, Thưa Ngài, phẩy, tôi xin trân trọng gửi tới Ngài một số sáng tác mới của tôi. Riêng ở câu văn thứ hai, thầy đặt dấu phẩy cụ thể như sau. Vì viết vội, phẩy, tôi chưa kịp đánh các dấu chấm, phẩy, dấu phẩy. Ở câu văn thứ ba, rất mong ngài đọc cho và điền giúp tôi những dấu chấm, phẩy, dấu phẩy cần thiết. Xin cảm ơn ngài. Thầy chúc mừng những bạn nào đã điền và phát hiện những vị trí cần bổ sung dấu chấm, dấu phẩy giống thầy. Những bạn nào chưa điền chính xác, chúng ta cũng đừng buồn nhé. Hãy quan sát thật kỹ và sửa vào. Chúng ta tiếp tục đến với bức thư thứ hai nhé các em. Ở bức thư này thầy sẽ đặt dấu chấm vào vị trí như sau. Anh bạn trẻ à, tôi rất sẵn lòng giúp đỡ anh với một điều kiện là anh hãy đến tất cả những dấu chấm dấu phẩy cần thiết rồi bỏ chúng vào phong bì gửi đến cho tôi. Chấm. Đây là câu văn thứ nhất. Khi ấy, các em sẽ viết hoa chữ chào. Ở câu văn thứ nhất, các em cần lưu ý đặt bổ sung một số dấu phẩy như sau. Anh bạn trẻ ạ, à, phải. tôi rất sẵn lòng giúp đỡ anh với một điều kiện là anh hãy đếm tất cả những dấu chấm, phẩy, dấu phẩy cần thiết, rồi bỏ chúng vào phong bì, phẩy, gửi đến cho tôi. Chào anh. Một lần nữa, các em hãy quan sát lại những vị trí cần bổ sung dấu chấm dấu phẩy để chúng ta điều chỉnh bài viết của mình nhé. Qua trò chơi vừa rồi cũng như tìm hiểu việc đặt dấu phẩy và dấu chấm qua hai bức thư, thầy hy vọng các em cũng đã nhớ và củng cố lại tác dụng của dấu phẩy trong câu. Vậy thì dấu hai chấm có tác dụng như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu qua bài học ngày hôm nay ôn tập về dấu câu dấu hai chấm. Thầy mời các em mở sách giáo khoa tiếng Việt lớp 5, tập 2, trang 143 để cùng tìm hiểu nội dung bài học ngày hôm nay. Bài học ngày hôm nay, chúng ta có tất cả là 3 bài tập. Cùng đến với bài tập số 1. Các em hãy đọc thầm đề bài với thầy nhé. Trong mỗi trường hợp dưới đây, dấu hai chấm được dùng làm gì? A. À, một chú công an vỗ vai em Cháu quả là chàng gác rừng dũng cảm. Nguyễn Thị Cẩm Châu B. Cảnh vật xung quanh tôi đang có sự thay đổi lớn. Hôm nay tôi đi học thanh tịnh. Và yêu cầu đề bài là hãy cho biết dấu hai chấm được dùng để làm gì. Các em hãy suy nghĩ xem từng trường hợp nhé. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích câu A. Một chú công an vỗ vai em. Cháu quả là chàng gác rừng dũng cảm. Không biết các em còn nhớ đây chính là câu thoại của nhân vật nào trong bài tập đọc nào mà các em đã được học hay không? Đó chính là câu thoại của chú công an trong bài tập đọc Người gác rừng Tí Hon. Vậy thì các em hãy cho thầy biết, sau dấu hai chấm là câu văn, cháu quả là chàng gác rừng dũng cảm. Đây chính là lời thoại của nhân vật trong câu chuyện, chính là lời thoại của chú công an khen ngợi bạn nhỏ. Vậy thì ở tác dụng thứ nhất trong câu văn này, dấu hai chấm có tác dụng là dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật. Một điều lưu ý ở dấu hai chấm trong trường hợp này, khi dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật, dấu hai chấm thường được kết hợp với dấu gạch đầu dòng và dấu ngoặc kép. Các em cần nhớ chi tiết này để có thể nhận diện và thực hiện tốt ở những bài tập sau. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với câu B. Cảnh vật xung quanh tôi đang có sự thay đổi lớn. Hôm nay tôi đi học. Giới thiệu với các em, đây chính là câu văn được trích trong bài tập đọc mà các em đã được học ở chương trình lớp 3, đó là bài Nhớ lại buổi đầu đi học của tác giả Thanh Tịnh. Các em có nhận xét gì về cụm từ hôm nay tôi đi học được đặt sau dấu hai chấm vậy muốn biết dấu hai chấm trong trường hợp này có tác dụng gì các em hãy thử lược bỏ bộ phận hôm nay tôi đi học khi chúng ta lược bỏ cụm từ hôm nay tôi đi học câu văn chỉ còn cảnh vật xung quanh tôi đang có sự thay đổi lớn nếu câu văn chỉ còn ý đó thì người đọc có hiểu rằng tại sao cảnh vật lại thay đổi hay không thầy tin chắc rất khó để hiểu Vậy việc cụm từ "hôm nay tôi đi học" được đặt sau dấu hai chấm trong trường hợp này có nghĩa là giải thích cho bộ phận đứng trước. Đó cũng chính là tác dụng thứ hai của dấu hai chấm. Báo hiệu bộ phận đứng sau nó là lời giải thích cho bộ phận đứng trước. Qua hai câu A và B, chúng ta đã rút ra được tác dụng của dấu hai chấm. Dấu hai chấm báo hiệu bộ phận câu đứng sau nó là lời nói của một nhân vật hoặc là lời giải thích cho bộ phận đứng trước. Tuy nhiên, đối với trường hợp là lời nói của một nhân vật thì dấu hai chấm sẽ được kết hợp với dấu ngoặc kép và dấu gạch đầu dòng. Đây là nội dung cần ghi nhớ mà các em hãy thực sự quan tâm. Vận dụng kiến thức này, chúng ta sẽ cùng đến với bài tập số 2. Chúng ta cùng đọc thầm đề bài với thầy nhé. Có thể đặt dấu hai chấm vào chỗ nào trong các khổ thơ, các câu văn dưới đây? A. À, trận đánh đã bắt đầu. Quân ta ào lên trước. Một tên giặc ngã nhào. Chết rồi không dậy được. Chết là không nhúc nhích. Sao nó cứ lồm cồm. Tính ăn gian chẳng thích. Chơi thật thà vui hơn. Thằng giặc cuốn cả chân. Nhanh nhó kêu rối rít. Đồng ý là tao chết. Nhưng đây tổ kiến vàng. Định hải. Các em hãy cho thầy biết, bài tập 2 yêu cầu chúng ta làm gì? Bài tập 2 yêu cầu chúng ta đặt dấu hai chấm vào trong các khổ thơ và các câu văn. Đối với những khổ thơ này, các em hãy quan sát dấu hai chấm sẽ được đặt vào vị trí nào nhé. Thầy cho các em 5 giây suy nghĩ để thực hiện, bắt đầu. Đã hết thời gian. Không biết các em có nhận ra trong những khổ thơ này có khổ thơ nào có gạch đầu dòng hay không? À, ở dòng thơ thứ ba trong khổ thơ thứ ba chúng ta có dấu gạch đầu dòng. Đó chính là lời nói của nhân vật, cụ thể chính là tên giặc. Vậy, các em lưu ý như thầy đã phân tích ở bài tập 1. Trong trường hợp lời nói của nhân vật, chúng ta sẽ được đặt dấu hai chấm trước đó. Cụ thể như sau, các em hãy quan sát. thầy tuyên dương những bạn nào đã thực hiện chính xác bài tập này. Chúng ta sẽ cùng đến với câu B. Tôi đã ngửa cổ suốt một thời mới lớn để chờ đợi một nàng tiên áo xanh bay xuống từ trời và bao giờ cũng hy vọng khi tha thiết cầu xin, bay đi, diều ơi, bay đi theo tại duy anh. Các em hãy đọc thầm lại câu B này. Và đoán xem dấu hai chấm sẽ được đặt vào vị trí nào nhé. Thầy giới thiệu với các em, đây chính là lời nói của tác giả qua câu bay đi diều ơi bay đi, vậy đó chính là lời nói của nhân vật trong đoạn văn này. Vậy thì chúng ta sẽ được đặt dấu hai chấm vào trước dấu ngoặc kép bay đi diều ơi bay đi. Các bạn cùng quan sát. Chúng ta cùng đến với câu c từ đèo ngang nhìn về hướng nam ta bắt gặp một phong cảnh thiên nhiên kỳ vĩ phía tây là dãy trường sơn trùng điệp phía đông là biển cả bao la ở giữa là một vùng đồng bằng biếc xanh màu lục diệp theo văn nhĩ các em hãy suy nghĩ xem dấu hai chấm sẽ được đặt vào vị trí nào trong đoạn văn này thầy có gợi ý như sau nếu như thầy đọc từ đèo ngang nhìn về hướng nam ta bắt gặp một phong cảnh thiên nhiên kỳ vĩ. Thầy lột bỏ hết các chi tiết còn lại. Phía Tây là dãy trường sơn trùng điệp, phía Đông là biển cả bao la, ở giữa là một vùng đồng bằng biếc xanh màu lục diệp. Thì không biết các em có hiểu rõ phong cảnh thiên nhiên kỳ vĩ như thế nào hay không? Rất khó để hình dung. Vậy các chi tiết phía Tây là dãy trường sơn trùng điệp, phía Đông là biển cả bao la, ở giữa là một vùng đồng bằng biết xanh màu lục diệp đã giải thích cho bộ phận đứng trước đó chính là phong cảnh thiên nhiên kỳ vĩ. Vậy nên thầy sẽ đặt dấu hai chấm vào trước cụm từ phía tây là dãy Trường Sơn trùng điệp, phía đông là biển cả bao la, ở giữa là một vùng đồng bằng biết xanh màu lục diệp. Các em hãy quan sát thật kỹ để sửa bài. Nhằm khen ngợi các em thực hiện tốt nội dung bài tập số 2. Chúng ta sẽ cùng theo dõi mẫu chuyện sau ở bài tập số 3. Đây là một mẫu chuyện vui, chúng ta cùng tìm hiểu nha. Mẫu chuyện mang tên Chỉ vì quên một dấu câu. Có ông khách nọ đến cửa hàng đặt vòng hoa viếng bạn. Ông dặn người bán hàng ghi lên băng tan, kính viếng bác ít. Nhưng về đến nhà, nghĩ lại, thấy lời phúng còn đơn giản quá. Ông bèn sai con chuyển cho người bán hàng một tin nhắn lời lẽ như sau Xin ông làm ơn ghi thêm Nếu còn chỗ, linh hồn bác sẽ được lên thiên đàng Lúc bồng hoa được đem tới đám tang Ông khách mới giật mình Trên vòng hoa cài một giải băng đen với dòng chữ thật là nắm nót Kính viếng bác ít Nếu còn chỗ, linh hồn bác sẽ được lên thiên đàng Không biết các em có nhận ra yếu tố gây cười trong mẫu chuyện này là yếu tố nào không? Để hiểu rõ điều đó, chúng ta sẽ lần lượt đi tìm hiểu các câu hỏi sau. Các em hãy suy nghĩ và cho biết, ông khách viết tin nhắn như thế nào? Người bán hàng hiểu lầm ý ông khách nên ghi gì trên giải băng tan? Và cuối cùng, để người bán hàng khỏi hiểu lầm, ông khách cần thêm dấu gì vào tin nhắn của mình? Và dấu đó đặt sau chữ nào? Chúng ta cùng lần lượt trả lời các câu hỏi này nhé. Đầu tiên, khi đọc thầm, các em cũng đã biết tin nhắn của ông khách được viết đó là Xin ông làm ơn ghi thêm nếu còn chỗ linh hồn bác sẽ được lên thiên đàng. Vậy còn chỗ ở đây tức là còn chỗ trên băng tan. Thế nhưng người bán hàng đã hiểu lầm ý của khách nên đã ghi như sau. Kính viếng bác ít nếu còn chỗ linh hồn bác sẽ được lên thiên đàng. Vậy còn chỗ ở đây theo hiểu của bán người bán hàng, đó chính là còn chỗ trên thiên đàng. Sở dĩ có sự hiểu lầm như thế này là do người khách hàng đã viết thiếu dấu vào trong tin nhắn. Vậy các em hãy giúp đặt lại bổ sung những dấu đó vào trong câu văn nhé. Cụ thể như sau: Xin ông làm ơn ghi thêm nếu còn chỗ hai chấm. Linh hồn bác sẽ được lên thiên đàng. Qua bài tập này các em cần lưu ý khi nói hoặc viết chúng ta cần ngắt nghỉ hơi đúng chỗ và đặc biệt là khi viết chúng ta cần phải lưu ý đặt dấu phẩy dấu chấm hoặc là dấu chấm hai chấm cho hợp lý để người đọc người nghe có thể hiểu được ý nghĩ của mình nếu làm được điều đó thì chúng ta có thể giữ gìn được sự trong sáng của tiếng Việt vậy là chúng ta đã hoàn thành rất tốt nội dung bài học ngày hôm nay các em cần lưu ý Đối với dấu hai chấm, cần nhớ hai tác dụng chính của dấu hai chấm, đó là dấu hai chấm báo hiệu bộ phận câu đứng sau nó là lời nói của một nhân vật hoặc là lời giải thích cho bộ phận đứng trước. Tuy nhiên, đối với trường hợp báo hiệu lời nói của một nhân vật thì dấu hai chấm sẽ được dùng phối hợp với dấu ngoặc kép hay dấu gạch đầu dòng. Hy vọng các em sẽ nắm vững kiến thức này để chúng ta có thể hoàn thành tốt những bài tập về sau. Ở nhà các bạn cần xem lại tác dụng của dấu hai chấm và chuẩn bị bài học sau mở rộng vốn từ trẻ em. Tiết học ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Thầy rất vui khi được đồng hành cùng với các bạn trong buổi học ngày hôm nay. Thầy có lời tuyên dương khen ngợi dành cho những bạn nào đã theo dõi xuyên suốt bài học của chúng ta. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong buổi học sau nhé.